Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì tiếp tục cập nhật một trong những cái thông tin liên quan đến vụ việc mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Đặng Thị Hàn Ni. Tối ngày hôm qua thì chúng ta được biết rằng ông luật sư Trần Văn Sĩ cũng đã chính thức bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam liên quan với cái tội danh 331 cùng tội với Đặng Thị Hàn Ni, thưa quý vị. Và thời điểm hiện tại thì chắc hẳn rằng rất là nhiều quý vị khán giả chúng ta vẫn đang tiếp tục mong ngóng những cái động thái tiếp theo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Bởi vì trong cái câu chuyện điều tra mở rộng đối với bà Đặng Thị Hàn Ni thì nhân vật đầu tiên Trần Văn Sĩ cũng đã bị cơ quan chức năng làm việc cũng như là bắt tạm giam. Thì vào thời điểm hiện tại các nhân vật còn lại có liên quan cũng như là tung hô ủng hộ và chia sẻ những cái nội dung của Hàn Ni cũng như là ông Trần Văn Sĩ này dường như là đang rất là rén rồi teo bu đi hết cả. Đặc biệt đó, cái nhân vật mà ngày hôm nay Thành Nguyên muốn chia sẻ đó chính là cô thủ kho điện lực, thưa quý vị. Ngày hôm trước thì chúng ta được biết là trên một cái luồng live, Thanh Trần đó khá là tự tin còn nói rằng đó cô Hàn Ni có bị bắt không phải là chỉ một lý do là tại vì tấn công vào quỹ Hằng Hữu hay là tấn công vào bà Hàn cho đến là công ty cổ phần Đại Nam, mà cô ấy còn dính vào một trong những cái sự việc khác và khẳng định rằng Thanh Trần cũng như là ông Trần Văn Sĩ sẽ không dính vào những cái câu chuyện này cũng như là sẽ không dính 331. Thì ngay lập tức buổi tối ngày hôm qua ông Trần Văn Sĩ cũng đã chính thức bị bắt. Thì chúng ta có thể thấy rằng là Thanh Trần ngày hôm nay có một cái động thái rất là lạ, thưa quý vị. Đó chính là xóa hết những cái bài đăng trên tab cộng đồng của kênh YouTube Trần Thị Hồng Thanh. Ngày hôm nay thì khi mà Thanh Nguyên vào kiểm tra thì thấy rằng đó, những cái bài viết, những cái lời nói của Thanh Trần trên tab cộng đồng trước đây, đặc biệt là liên quan đến câu chuyện của Thiền Am bên bộ vũ trụ, thì đều bị xóa hết tất cả những cái bài đăng. Ngày hôm qua thì trên tờ báo Pháp Luật cũng đã ghi rất là rõ ông Trần Văn Sĩ bị bắt, đó chính là lý do vì việc mà có những cái phát ngôn trên mạng liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là Thiền Am bên bộ vũ trụ, thưa quý vị. Cho nên cái động thái này thì cho thấy rằng cô Thanh Trần đang cực kỳ rén và rất là sợ, lo sợ một trong những cái điều là sẽ đến được mình. Bởi vì vào thời điểm hiện tại đó, Thanh Trần cũng rất giống với ông Trần Văn Sĩ. Có một điều, cái thứ nhất đó là từng tấn công vào quỹ Phương Hằng, tấn công vào quỹ Hằng Hữu, tấn công vào công ty cổ phần Đại Nam. Bên cạnh đó là liên quan đến cái sự việc mà Thiền Am bên bộ trụ, và thậm chí có thể nói rằng đó, cô Thanh Trần này còn tấn công mạnh mẽ hơn ông Trần Văn Sĩ rất nhiều lần. Và kể cả nếu mà tính về cái quỹ Hằng Hữu trước tiên thôi, thì Thanh Trần này tấn công và còn nhiều hơn cả cô Hàn Ni. Và cách về riêng về cái câu chuyện Thiền Am bộ trụ thì cô thủ kho này lại làm nhiều hơn cả ông Trần Văn Sĩ, thưa quý vị. Cho nên cái động thái ngày hôm nay Thanh Trần đang cực kỳ rén, cực kỳ rén, đang rất là lo sợ về cái sự việc mà ông Trần Văn Sĩ vừa mới bị bắt vào buổi tối ngày hôm qua đó, thưa cô chú anh chị. Bởi vì đó, hiện tại cô thủ kho là một trong những cái nhân vật mà có thể nói rằng là rất là danh giá vào một trong những cái chuyến bay sắp tới đây, chuyến bay mang cái tên đó chính là 331, thưa quý vị. Chúng ta có thể thấy rằng đó, ông Trần Văn Sĩ đó, ông chỉ có vài video clip thôi. Lâu lâu thì mới thấy ông có một cái video clip liên quan đến Thiền Am bên vũ trụ. Còn cô thủ kho này, hầu hết là hàng ngày cô ấy đều live stream, đều nói với những cái nội dung mà liên quan đến Thiền Am. Đặc biệt đó chính là cô ấy còn gọi là làm những cái đơn thư tố cáo công an huyện Đức Hòa, ra đến gọi là Hội Liên hiệp Phụ nữ rồi Trung ương gì đó, theo cái lời cô ấy chia sẻ. Là thậm chí đó, cô thủ kho này còn nhận một số những cái tiền từ gọi là Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân trong mặt kép, thưa cô chú anh chị. Trong mặt kép ở đây đó, đó chính là Mạnh Thường Quân là những cái nhân vật nào? Có phải là Nam Quang, Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay không? Đặc biệt riêng cái cô thủ kho này thì không có liên quan đến cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bởi vì chúng ta có thể thấy những cái xích mích trên mạng xã hội, họ chửi bới với nhau rất là nhiều, nhưng mà có liên quan đến Tiến Dũng. Ngày hôm qua thì chúng ta có thể thấy là những cái hình ảnh của ông Trần Văn Sĩ chụp chung với Tiến Dũng, rồi có những cái lời khen tặng trao đổi lẫn nhau, theo một cái thông tin nha. Còn riêng cô thủ kho này thì lại mật thiết hơn nữa cô chú anh chị, mật thiết rất là nhiều với Tiến Dũng,
Và thậm chí là khi mà người ta chia sẻ Tiến Dũng là một kẻ phản động, thì cô thủ kho này, cô ấy nói là cô ấy không biết Tiến Dũng là phản động. Cô ấy xem Tiến Dũng như là một người anh. Cô ấy tố cáo Lê Thanh Minh Tú là cấu kết với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nhưng mà riêng bản thân cô thủ kho thì cô ấy cấu kết với gọi là Tiến Dũng. Và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là ai? Là nấm độc, là phản động, là thành phần lưu vong chống phá. Còn Tiến Dũng là ai? Tiến Dũng cũng y chang như là con mẹ nấm thôi cô chú anh chị, con nấm độc thôi. Cho nên á, ngày hôm nay chuyến bay kế tiếp thì chúng ta có thể thấy rằng đó, vé VIP khả năng cao sẽ là cô thủ kho này, thưa cô chú anh chị, cô thủ kho nha. Bởi vì chúng ta có thể thấy rằng đó, cả hai người vừa mới bị bắt đó, Trần Văn Sĩ cũng như là Hàn Ni, thì nói về cái độ tấn công thì Hàn Ni chỉ tấn công bà Hằng, còn Trần Văn Sĩ cũng tấn công bà Hằng và cũng như là kể cả Thiện Nam. Trên tờ báo thì rất rõ nói về câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng rồi Thiện Nam bên bờ vũ trụ vân vân các kiểu. Thì ngày hôm nay cái động thái của thủ kho xóa hết những cái bài tab cộng đồng cùng với một số video clip luôn nha, chỉ còn lại đâu đó vài cái video clip thôi, vài cái buổi live stream thôi, còn một số những cái video clip kia đó đã xóa rồi. Nào là những cái giấy tờ ra đến trung ương đồ, rồi những cái giấy tờ tố cáo công an, vân vân, rồi những cái câu chuyện liên quan đến Diễm My này kia kia nọ, thì Thanh Trần đã xóa toàn bộ rồi. Bây giờ quý vị lên cái kênh trên YouTube gõ cái tên gọi là Thanh Trần đó, thì thấy rằng những cái bài đăng, chỉ còn những cái bài đăng liên quan đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thôi, đâu 4 năm tuần trước rồi. Còn khoảng tầm hơn 1 tháng gần đây thì Thanh Trần đã xóa toàn bộ, thưa quý vị. Thì cho chúng ta thấy rằng là hiện tại đó, một số các luật sư online, luật sư mạng đang cực kỳ rén, thưa quý vị, trong cái sự việc mà của CEO Nguyễn Phương Hằng, thì báo chí còn đăng tải là còn hơn 30 cá nhân nữa nha, 30 cá nhân nữa mà CEO Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn tố cáo đến rất nhiều đời. Hiện tại thì chỉ có 2 người đã chính thức bị khởi tố, bị bắt tạm giam. Vậy thì còn hơn 30 cá nhân nữa là ai, đang ở đâu, là một trong những cái vấn đề mà Thanh Quyền nghĩ rằng rất là nhiều cô chú anh chị chúng ta cũng đang hóng, đang quan tâm cái điều này, thưa quý vị. Thì nếu mà nói thì cô Thanh thủ kho này mà không có trong danh sách là một trong những cái điều mà khá là thiệt thòi cho ông Sĩ cũng như là bà Ni nha. Bởi vì nói về cái mức độ, kể cả hai câu chuyện Thiện Nam này cũng như là cái câu chuyện của bà, thì cô thủ kho này đều có mặt, đều có mặt luôn, thưa quý vị. Còn đặc biệt hơn đó, giữa họ có cái sự liên kết với nhau hay không nữa là một trong những cái vấn đề. Có phải là nhân vật nào sẽ là đồng phạm với Hàn Ni, còn ai sẽ là đồng phạm với ông Trần Văn Sĩ? Liệu rằng có cái câu chuyện gọi là đồng phạm tiếp sức trong cái vấn đề gọi là mở rộng điều tra trong vụ án của Hàn Ni hay là không, thưa quý vị. Đặc biệt ngày hôm nay đó, thêm một trong những cái thông tin liên quan đến cái sự việc mở rộng điều tra của gọi là cô Hằng Ni cũng như là Trần Văn Sĩ nha cô chú chị. Một trong những cái thông tin bên lề Thanh Quyền cũng xin được cập nhật, đó chính là cái vấn đề gọi là chấn chỉnh tình trạng bát nháo của một số luật sư trên mạng nha. Theo cái thông tin bên lề thì cơ quan điều tra đó, thì ông Sĩ và bà Hằng Ni này là cùng là đồng phạm trong một cái vụ án hình sự. Và vẫn còn một số những nhân vật gọi là giúp sức nữa. Đó là một trong những diễn biến khách quan, cơ quan công an có đủ chứng cứ và tài liệu để điều tra. Và cái việc diễn ra vấn đề điều tra đã diễn ra từ rất lâu, và họ cũng đã bị mời lên làm việc rất nhiều lần, thưa cô chú anh chị. Đặc biệt đó là một trong những các nhân vật mà gọi là mang danh là luật sư online, thạc sĩ, nhưng mà lại có những cái hành vi lợi dụng các vụ án để mà có thể nói là chống phá đất nước, bắt tay những kẻ phản động làm một trong những cái bàn đạp để bóp méo những sự thật, thưa cô chú chị. Thì chúng ta có thể thấy là họ mang danh là học luật, am hiểu luật lên chia sẻ luật. Điều này là một trong những cái điều mà cực kỳ nguy hiểm khi mà họ nhồi nhét tuyên truyền. Bởi vì họ mang danh là luật sư, cho nên một số những người dân đó, người ta không có gọi là hiểu luật, thì người ta thấy ông này là luật sư lên trên mạng nói như vậy, thì người ta rất là tin tưởng và cho rằng ông này nói đúng, bởi vì ông ta là hiểu luật mà. Đây là một trong những cái điều cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó thì những người mang danh gọi là luật sư này,
thì lại bóp méo những sự thật, lợi dụng những cái gọi là cái sự hiểu biết của mình để mà luồn lách, bóp méo những sự thật và tiêm nhiễm vào gọi là đầu của người dân đó, những người mà ít am hiểu về luật đất vị, là một trong những cái điều cực kỳ nguy hiểm trong cái thời điểm hiện tại. Thì hiện tại là những người gọi là mang danh luật sư nè, online nè, thì hiện tại đang cực kỳ căng thẳng đối với các nhân vật này, và cái tình trạng trấn chỉnh lại một số những cái nhân vật này trên mạng xã hội là một điều cần thiết, thưa quý vị. Thì còn một cái nhân vật nữa mà Thanh Nguyên nghĩ rằng cũng rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm, đó chính là cô Lan Trạ. Ngày hôm nay đó thì cô ấy vẫn còn đang mạnh mồm hơn cái cô thủ kho này. Cô Lan Trạ vẫn còn đang mạnh mồm và tuyên bố rằng đó mình sẽ không bị sao cả, bởi vì là mình đã từng bị vu khống rất là nhiều lần rồi, và lần này thì cũng gọi là cũng không có gì mới mẻ đó với cô ấy. Thì cô ấy đang khá là tự tin với những cái việc cô ấy làm, và riêng về cái nhân vật này đó thì Thanh Nguyên sẽ có một video clip riêng dành tặng cho cô Lan Trạ này trong những video sau, để gửi đến cho tất cả những cái cô chú anh chị những cái thông tin về phía công an thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã đưa tin về cái sự gọi là cái tội danh, cái khả năng mà cái cô này dính vào cái câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản về một trong những cái công ty mỹ phẩm Venesa vậy đó cô chú anh chị nha. Thì Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng cập nhật cái tin tức này, cũng như là sẽ có một bài chia sẻ về cái câu chuyện cô Lan Trạ tiếp theo, là một trong những cái nhân vật mà chúng ta có thể thấy vào thời hiện tại đó cũng đang có một trong những cái vé trên một cái chuyến bay sắp tới nha cô chú anh chị. Thì đó là một trong số cái thông tin buổi trưa ngày hôm nay Thanh Nguyên xin được chia sẻ gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm, yêu thương, tin tưởng, ủng hộ kênh, cũng như là những cái mặt hàng em đang bán trên nền tảng YouTube, thưa quý vị. Còn bây giờ em xin kính chào và sẽ liên tục cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị những cái thông tin mới. Xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video kế tiếp liên quan đến câu chuyện của những chuyến bay mang tên 331. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.